Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ hàng đầu của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã có cuộc thảo luận trực tiếp trong bối cảnh thế bế tắc liên quan đến việc nâng giới hạn nợ công trị giá 31.400 tỷ đô la Mỹ đang đe dọa đẩy nền kinh tế số 1 thế giới vào tình trạng vỡ nợ chưa từng có sớm nhất sau 3 tuần tới nếu Quốc hội Mỹ không kịp thời hành động. Nhà Trắng cho rằng việc Mỹ vỡ nợ sẽ là món quà cho Trung Quốc, Nga và các đối thủ cạnh tranh khác. Do đó, Washington sẽ tìm mọi cách để ngăn tình trạng này xảy ra, thông tin từ tạp chí tài chính. Nếu vỡ nợ xảy ra, đó sẽ là một món quà cho Trung Quốc, Nga và các đối thủ khác. Do đó, Quốc hội Mỹ phải thực hiện công việc của mình và ngăn chặn tình trạng vỡ nợ, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 5. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ hàng đầu của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã có cuộc thảo luận trực tiếp trong bối cảnh thế bế tắc liên quan đến việc nâng giới hạn nợ trị giá 31.400 tỷ đô la Mỹ đang đe dọa đẩy nền kinh tế số 1 thế giới vào tình trạng vỡ nợ chưa từng có sớm nhất sau 3 tuần tới nếu Quốc hội Mỹ không kịp thời hành động. Phát biểu sau cuộc hội đàm, ông Biden cho hay khả năng vỡ nợ có thể xảy ra trong trường hợp đàm phán nâng trần nợ công của Mỹ thất bại và điều đó sẽ tàn phá nền kinh tế Mỹ. Trả lời câu hỏi về những biện pháp mà ông sẵn sàng thực hiện để tránh trường hợp vỡ nợ xảy ra, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định rằng ông không loại trừ bất kỳ bước đi nào, bao gồm khả năng tăng trần nợ quốc gia trong ngắn hạn. Đồng thời, ông Biden tỏ ý sẵn sàng thảo luận với các nhà lãnh đạo quốc hội về các ưu tiên trong chính sách chi tiêu của chính phủ, nhưng không phải dưới nguy cơ vỡ nợ. Nếu hai bên không thỏa hiệp, nước Mỹ sẽ lần đầu tiên vỡ nợ, đẩy nền kinh tế vừa mới hồi phục sau Covid-19 vào tình trạng bất ổn khó lường. Theo các nhà kinh tế học, trong trường hợp này, Washington sẽ tuyên bố không còn khả năng trả nợ, gây hỗn loạn cho nền kinh tế Mỹ và toàn cầu. Kể cả không vỡ nợ, việc chạm trần nợ công cũng khiến chính phủ không còn tiền để chi cho nhiều hoạt động cần thiết như quốc phòng, y tế và an sinh xã hội. Những hậu quả khác bao gồm bị hạ cấp xếp hạng tín dụng, làm tăng chi phí vay vốn cho các doanh nghiệp và cá nhân, suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, gây hỗn loạn trên thị trường tài chính và đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Các nhà kinh tế học của Goldman Sachs ước tính, việc phá vỡ trần nợ sẽ ngay lập tức dừng 1/10 hoạt động kinh tế của Mỹ. Còn theo Viện Nghiên cứu Third Way, việc phá vỡ trần nợ công dẫn đến vỡ nợ sẽ làm mất 3 triệu việc làm. Báo quốc tế cho biết, ngày 11 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, nhiều thành viên của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 có chung những lo ngại với Mỹ về việc Trung Quốc sử dụng sự ép buộc kinh tế đối với các nước khác. Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Yellen nói rằng chính phủ Mỹ cũng đang xem xét khả năng áp đặt các biện pháp hạn chế có mục tiêu hẹp đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với Trung Quốc và Washington cũng đã thảo luận về triển vọng đó với các đồng minh G7. Bà cho biết chính phủ Mỹ chưa hoàn thiện cách tiếp cận của mình nhưng muốn hợp tác với các đồng minh về vấn đề này. Cũng trong ngày 11 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đồng thời hối thúc Quốc hội nước này nâng trần nợ liên bang ở mức 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nợ chưa từng có, vốn sẽ gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu và nguy cơ phá hủy vị thế nền kinh tế lớn nhất thế giới. Quan chức tài chính hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh, tình trạng vỡ nợ sẽ đe dọa những lợi ích mà chúng ta đã rất nỗ lực để đạt được trong vài năm qua, trong quá trình phục hồi sau đại dịch của chúng ta. Và nó sẽ châm ngòi cho một cuộc suy thoái toàn cầu, khiến chúng ta phải thụt lùi hơn nữa. Điều đó cũng sẽ có nguy cơ làm suy yếu vị thế lãnh đạo kinh tế toàn cầu của Mỹ và đặt nghi vấn về khả năng của chúng ta trong việc bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia. Ghi nhận từ báo điện tử VOV, khủng hoảng trần nợ công không phải chuyện mới ở Mỹ. Với người Mỹ, niềm tin vào thị trường tài chính của họ đang đứng trước thử thách của hai cuộc khủng hoảng liên tiếp, ngân hàng sụp đổ và chính phủ đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Còn với thế giới, tác động của việc Mỹ vỡ nợ sẽ đến đâu là câu hỏi được quan tâm lúc này. Đây không phải là lần đầu tiên của Mỹ phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ và lần gần nhất là năm 2021. Mặc dù đây không phải là vấn đề mới, nhưng điểm đáng chú ý đó là bối cảnh hiện nay ở nước Mỹ và các cuộc đàm phán giữa hai đảng được cho là khó khăn hơn để có thể đạt được một thỏa thuận về mức trần nợ công. Năm 2021, Đảng Dân Chủ kiểm soát cả hai viện ở Quốc hội,
Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, Đảng Cộng Hòa đang nắm thế đa số tại Hạ viện và đang tận dụng yếu tố này để gây sức ép trong đàm phán vấn đề trần nợ với Tổng thống Biden. Trước đó, Hạ viện Mỹ do phe Cộng Hòa nắm thế đa số đã thông qua đề xuất tăng giới hạn nợ quốc gia, nhưng đi kèm với các biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu. Điều kiện thắt lưng buộc bụng này của phe Cộng Hòa bị Tổng thống Biden và phe Dân Chủ phản đối kịch liệt. Theo giới phân tích, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa quyết tâm thúc đẩy thông qua dự luật giới hạn tiết kiệm tăng trưởng tại Hạ viện để củng cố vị thế của đảng này trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Biden. Chính phủ Mỹ từng vay mượn để giúp nền kinh tế quốc gia chống chọi với tác động của đại dịch COVID-19 gây ra cho thị trường lao động và chuỗi cung ứng. Việc vay nợ diễn ra dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump và thời kỳ đầu trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden vào thời điểm lãi suất còn thấp. Giờ đây, trong thời kỳ lạm phát cao lịch sử và một loạt đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed để kiềm chế giá cả tăng cao, chi phí vay đã cao hơn trước rất nhiều. Cũng theo VOV, một báo cáo mới công bố của Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Joe Biden cho biết, nếu Mỹ vỡ nợ dài hạn, hơn 8 triệu người có thể mất việc và một nửa giá trị thị trường chứng khoán có thể bị mất, nền kinh tế sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong báo cáo này, Nhà Trắng chỉ ra 3 kịch bản có thể xảy ra với nền kinh tế Mỹ, bao gồm trường hợp tránh được vỡ nợ ngắn hạn và vỡ nợ kéo dài. Theo đó, ngay cả khi Mỹ không chịu cảnh vỡ nợ, khoảng 200.000 người vẫn bị mất việc làm và GDP trong năm vẫn bị suy giảm 0,3%. Đối với trường hợp vỡ nợ ngắn hạn, nền kinh tế sẽ mất khoảng nửa triệu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng 0,3%. Trong tình huống xấu nhất là vỡ nợ kéo dài, các chuyên gia kinh tế của Nhà Trắng cho biết khoảng 8,3 triệu người sẽ mất việc, GDP giảm 6,1% và thị trường chứng khoán bốc hơi gần một nửa giá trị. Tỷ lệ thất nghiệp trong trường hợp này sẽ tăng tới 5%. Báo cáo nhấn mạnh, kịch bản vỡ nợ kéo dài sẽ khiến Mỹ rơi vào tình trạng bế tắc suốt 3 tháng. Trong khi đó, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, việc Mỹ vỡ nợ có thể khiến quá trình suy thoái kinh tế diễn ra nhanh hơn, đặc biệt là trong bối cảnh các đợt tăng lãi suất liên tiếp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhằm kiềm chế lạm phát đã làm tăng chi phí đi vay đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời làm chậm hoạt động cho vay của ngân hàng. Tình hình này đã làm suy yếu nền kinh tế và có thể bắt đầu làm tăng tỷ lệ thất nghiệp, hiện đang ở mức thấp lịch sử 3,5%. Mỹ có thể vỡ nợ nếu cả hai đảng không đạt được thỏa thuận. Điều đó có khả năng dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính, gây thiệt hại cho sản lượng kinh tế và gây ra một cuộc suy thoái sâu sắc nếu đất nước không thể thanh toán tất cả các hóa đơn đúng hạn. Ngoài ra, việc vỡ nợ cũng có thể gây ra hậu quả toàn cầu và làm mất ổn định thị trường trái phiếu trên toàn thế giới, vì trái phiếu kho bạc Mỹ thường được coi là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất. Đối với giới đầu tư và các nước đang nắm giữ trái phiếu dài hạn chính phủ Mỹ, nếu chính phủ Mỹ vỡ nợ thì các trái phiếu này sẽ mất giá nghiêm trọng, kéo theo giá trị tài sản của các bên nắm giữ thông qua trái phiếu Mỹ, vì vậy cũng giảm theo. Ngoài ra, số tiền phải trả cho bảo hiểm vỡ nợ trái phiếu dài hạn của chính phủ Mỹ hiện đang ở mức 0,34%, tăng gần gấp đôi so với mức 0,2% từ đầu năm, có thể tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong giới kinh tế cũng cho rằng, mặc dù vẫn có nguy cơ vỡ nợ, nhưng khả năng này không cao, cộng với các tác động từ việc này có thể sẽ không nghiêm trọng như những gì mà giới chức Mỹ cảnh báo. Theo thông lệ trên thị trường tài chính quốc tế, vỡ nợ được định nghĩa là người đi vay không thể trả đầy đủ và đúng loại tiền giá trị khoản nợ đến hạn. Trong lịch sử, nước Mỹ từng bị coi là vỡ nợ ít nhất 5 lần, gần đây nhất là năm 1979, khi chính phủ và quốc hội Mỹ tranh chấp nâng trần nợ công như hiện nay, khiến Bộ Tài chính Mỹ không thể trả các khoản nợ đến hạn. Hay nói cách khác, những cảnh báo nghiêm trọng mà giới chức Mỹ đưa ra chỉ nhằm gây sức ép trong nội bộ, liên quan đến tranh cãi ngân sách là chính, chứ không phải thực tế sẽ diễn ra như vậy. Dù nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng trong lịch sử nước Mỹ, việc nâng trần nợ là một thủ tục tương đối thường xuyên đối với quốc hội. Kể từ năm 1960, quốc hội Mỹ đã tăng mức trần nợ 78 lần, với lần tăng gần đây nhất vào năm 2021, lên mức 31.400 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.